sashimi. Cái nào là lườn, cái nào là bụng. Nó giống nhau, giống như cái này bụng như sao, đậm đậm. Cái này cho tính chất là cá chích. Sushi. Giới thiệu trứng hấp. Món của Nhật đúng không? Dạ. Tiếp tục. Cái này giống như cà rê. Trứng hấp. Cái này miso soup. Miso soup. Anh ơi, cái này là sốt à? Đây là đồ Việt Nam. Đồ xào. Đồ kiểu Việt Nam. Đồ xào Việt Nam. Rau. Ngó sen. Trung Quốc. Cơm chiên. Cay như